Welcome back to Night Chơi Sơ Cơ. Lấy vào game rồi. Bán 76 này. Chúng ta cứ chọn như dưới này thôi. 76 này. Cô gái biến thành một người hầu. Búng nước à? Nước này chắc phải chọn cái hình này gì nào. Wow, chọn bữa và thành công rồi. Next nha. Rất xỉu. Kệ cho nó chọn lại đi. Bà tiên lại xuất hiện rồi nè. Khả năng là phải quậy xe để về thử hết giờ này. Đúng thật. Gì đây? Ôi VIP. XYZ cái gì đây? Bà này xuất hiện bắt lau sàn. Yeah. À, cái này giống cốt truyện trong cốt truyện là cái gì nhỉ? Chiếc giày thủy tinh. Chả biết nhớ đúng không, chắc là thế. Tại lâu lắm rồi không xem. Công chúa về với hoàng tử rồi. Để xem cái kết này. Câu chuyện hoàn tất rồi. À, nó là mẩu chuyện thôi. Bây giờ chúng ta sang chuyện mới. Level 79 nè. Táo à. Ui à, ong đốt rồi. Rồi đó là Sergio. Cho nó chơi Sergio Fit. Oh, và game. Game này trên nào đây? Oh, tưởng là phải cho con cua kia nó chết toi nữa. Next nè. Nó toi con mực đi. Chúng ta được 3 sao rồi. Quá hay. Để vụ 34 chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ sẽ là để vụ 35 này. Con bạn này dễ quá. Oh, bot này. Bot này. Ui, fail.
À, không được à? Đấy, này mình được ok này. Lốc được một chú cá mới. Cái này là sao? Rất là vù và vù vơ. Đấy, chúng ta sẽ next sang game khác. Survival Rainbow. Làm em. Từ từ. Nhanh thế. Này có con, ui hai con green, ui mấy con liền. Right room. Chúng ta sẽ đến với Talking Shrug. Con mèo này bị biến hình quái vật rồi. Thuốc dại này. Ok. Trên mạng là người ta chơi cái con mèo này nó biến thành thiên thần mới ác quỷ được, nhưng mà nó phải ăn 1.000 lọ thuốc độc cơ. Mình không có thời gian mà làm như thế đâu. Cho ăn 1.000 lọ bao giờ xong. Con này không tác động nào luôn. Ngủ rồi. Chơi game này. Ta sẽ chơi Flappy Bird đi. Quá đơn giản. Muốn biến hình ác quỷ mới thiên thần thì còn chơi cái này được 1.000 điểm nữa không? Rất là khó đấy. Ui. Ôi trời ơi, khó phết các bạn ạ.
Rồi chúng ta sẽ đến với Minecraft. Ok, vào game. Cái này cái gì đây? Đuốc. Blue này. Mình chịu không? Purple. Ui, purple này. Còn con gì nữa nhỉ? Green này. Hai con này không đánh nhau à? Con này con ban ban này. Ôi con này sung hòa thuận nhau quá. Bố này to chưa? À, green nhìn này green, ấy các tinh nhân tắm biển kìa, nhìn con luôn, à, chật chội, ôi trời, nhìn con green, à, the green. Nhung nhúc như này. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi. Bàn bàn này nó nổi lên này. Mình thích cái con green này. Nhìn cái tay luôn. Chỗ này, bọn này thích tắm dưới nước quá. Rainbow Rainbow. Ok. Đây chính là Blue phiên bản rất là to. Ủa cái gì đây? Quả bóng này phải to gấp 10 lần quả bóng bình thường ấy. Và to thế mà không nhảy được. To quá. Level 24. Phạt bánh răng. Rồi tất luôn. To gần bằng cái răng cười luôn này. Khủng không? À, sập này.
sắp tới này. Fan. Trả thứ hai thế này. Đi rồi. Các bạn nói từ cái thằng góc này. Chờ mình giao nhiệm vụ nhưng mà hòa. Pháo hoa này bắn 10 tối mới đẹp. X mở ra. Có quần cáo đấy các bạn. Bắn tiếp. Chờ bạn mèo. Đây, xem có cái gì đây. Wow. Những lời mời mọc đến từ nhà phát hành game bảo chúng ta phải mua su đi. À, nhưng mà rất tiếc. Không pick được. Chúng ta sẽ chơi game cuối cùng đi. Roblox. Ok. Cái gì đây? Mua. Ô, đó chính là mua nhân vật trong game này các bạn ạ. Sao có bốc bầu như ghê này. Mình rất ghét cái game này mà nó có hiện cái bảng này này. Ui. Con đỏ này đang mẹ quá. Sẽ có cái nào miễn phí không? Đây miễn phí đây. Không có một cái hình dạng miễn phí nào. Con này nó đuổi theo, nó có đánh mình không ấy? Khả năng con này đi cướp đồ ăn chăng? Mình thích cái game nào mà nó có cái chế độ tắt bỏ nhạc như cái này. Đây đây, có con trắng trắng này. What? Tối mù đây. Tự nhiên tối quá. Còn đèn pin nữa không? Tối nay sao chơi? Ở đây tối không nhìn thấy gì kìa. Mình bị bỏ kính rồi nhìn được. Cướp đồ ăn. Cướp đồ ăn của quái vật. Bây giờ đi đâu đây? Ôi ôi.